Lên hành nghề nào. Thế thì lui ra mày đi nước, đi nước không có mày vào đây. Được chưa? Từ từ. Bạn nó thì xin nó còn hoi đi nào. Thôi, đây là bà Nguyễn Thị Thọ để đang hành nghề ở trên Sapa, cổng trời Sapa đây. Ai mua thịt xiên nướng nào? Nó tắt đi không thì